Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị quay lại với kênh của em Thuận Kia Mazda Bình Triệu. Thì trong video ngày hôm nay em Thuận giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe SUV 5 chỗ gầm cao, có doanh số cao nhất và hot nhất của nhà Mazda ở thời điểm hiện tại, đó là chiếc Mazda CX-5. Và phiên bản trước mặt quý anh chị đây là phiên bản Mazda CX-5 phiên bản Luxury với giá niêm yết tại thị trường Việt Nam là 759 triệu và giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là 821 triệu hả quý anh chị. Thì đây là phiên bản Luxury, phiên bản giữa của chiếc Mazda CX-5. Giá đang cực kỳ là tốt và hiện tại đang được áp dụng chương trình giảm thuế mới, giảm 5% thuế trước bạ. Về thông tin ngân hàng, nếu như quý anh chị mua xe này mà trả góp thì quý anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em khoảng tầm 215 triệu là mình có thể nhận xe về đi ngay ha quý anh chị. Rồi bên em ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình 80% giá trị xe trong thời gian tối đa là 3 đến 8 năm. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán ưu đãi cũng như là những cái chương trình hỗ trợ thì quý anh chị cứ liên hệ vào số hotline em đặt ở dưới, em sẽ hỗ trợ mình đầy đủ thông tin. Và bên em cũng có xe lái thử hỗ trợ cho quý chị lái thử tặng nhà, nếu như quý chị không thể lên showroom cứ liên hệ vào em với số hotline của em sẽ đem xe xuống tặng nhà cho mình lái thử và trải nghiệm dòng Mazda CX-5 này. Rồi thì bây giờ mời quý chị cùng em đi sơ qua một vòng để xem chiếc CX-5 phiên bản Luxury được trang bị những gì ha. Thì đầu tiên ở phần đầu xe thì quý chị thấy phiên bản Luxury cũng không khác nhiều so với mạng khác ha. Đầu xe được trang bị chúng ta logo Mazda này với những đường mạ quyền chrome to bản chiếu dọc theo chiều ngang của xe quý chị. Hệ thống đèn sử dụng cho xe là hệ thống đèn full led từ đèn Sportstar, giờ đèn giải đèn ban ngày và đèn cả đèn gầm cũng là đèn led luôn ha. Và đặc biệt hệ thống đèn trên chiếc Mazda CX-5 phiên bản Luxury này cũng có chức năng tự động mở rộng và cân bằng góc chiếu luôn nha quý chị, hệ thống đèn tự động auto ha. Đấy, ngoài ra thì đầu xe còn được trang bị chúng ta là bốn cảm biến độ trước này quý chị, bốn cảm biến độ trước rất là an toàn ha. Rồi xe thì sử dụng động cơ 2.0 công nghệ mới, khung xăng van biến thiên ha, cho công suất cực đại là 154 mã lực, ở số vòng phải là 6.000 vòng trên phút. Rồi tiếp theo đến với phần thân xe thì với chiều dài là 4.550 mm và chiều dài cơ sở là 2.700 mm đối với chiếc xe 5 chỗ thì cực kỳ là rộng rãi và thoải mái ha quý chị. Thì ở phần thân xe trang bị chúng ta đầu tiên là gương chiếu hậu bên ngoài là chỉnh gập điện nha quý chị. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện có xi nhan báo rẽ trên gương này. Đấy. Cái bản Luxury này thì vẫn chưa được trang bị cam 360 ha, chỉ có cam lùi thôi. Rồi những cái đường mạo viền chrome trên chân kính này. Đấy. Tay nắm cửa một chạm thông minh nè. Đấy. Ở dưới thân thì có trang bị chúng ta là bệ bước chân luôn nè quý chị. Đó, bệ bước chân ha. Nhìn rất là đẹp mắt thời trang nha. Rồi xe thì sử dụng bộ mâm lốp là mâm lốp đa chấu với kích thước là mâm đúc hợp kim nhôm, kích thước 19 inch nha. Đấy, kích thước 19 inch Mazda. Phanh sử dụng là phanh đĩa luôn nha, phanh trước và sau đều là phanh đĩa hết. Xe sử dụng hệ thống treo trước là treo mắt person và treo sau là liên kết đa điểm luôn. Rất là êm dịu khi anh chị qua G anh chú anh chị ha. Sẽ dập tắt dao động rất là nhanh. Xe cực kỳ là êm ái. Đấy. Rồi. Tiếp theo là đến với phần đuôi xe nha quý chị, thì phiên bản Luxury cũng được trang bị chúng ta là cúp điện nha. Rồi hệ thống đèn trên đuôi xe cũng là hệ thống đèn led hết, full led từ phía sau nè quý chị, hệ thống đèn full led nè, đèn gạt mưa phía sau, đèn phanh trên cao rất là dễ dàng quan sát ha. Rồi phía sau đây cũng trang bị chúng ta là cam lùi nè. À, đây camera lùi trên xe ở đây nha quý anh chị. Rồi bốn cảm biến độ sau nè, đây đó bốn cảm biến độ sau ha, cản sau cũng có màu chrome nè. Đấy, rất là đẹp mắt nha, phiên bản Luxury động cơ Skytip ha. Đây cốp sau thì chỉnh điện đây, mở đây giờ em xin mở cốp cho mình xem ha. Đấy quý chị thấy không, cốp xe rất là rộng nha, một chiếc xe 5 chỗ thì không thể nào nói về phần cốp rồi, cốp rất là rộng quý chị, để có thể để 3 đến 4 vali một cách thoải mái nếu chú quý chị đi xa đi du lịch. Rồi phần trong cốp thì có trang bị chúng ta là miếng che cốp nè quý chị, để che cốp này. Rồi thảm lót sàn cao su chịu lực này. Đấy. Rồi túi cứu hộ của Mazda này, rồi những cái bộ đồ nghề để thay lớp theo tiêu chuẩn của Mazda luôn nha quý chị. Rồi mâm lớp dự phòng này đặt ở phía dưới đây nha. Đấy, mâm lớp dự phòng đầy đủ cho mình đây nè, những cái dụng cụ đồ nghề rất là đầy đủ cho mình ha. Rồi đó phần cốp sau, bây giờ em sẽ đến với con hành khách và con nội phía trong cho mình xem ha. Rồi tiếp theo là em đến với con hành khách nha quý anh chị. Thì đầu tiên ở cửa vào thì cửa túp lô là một da nha, với nội màu chủ đạo là màu đen. Tay nắm cửa thì mặt chrome này quý anh chị. Bên trong thì nội thất vẫn là màu đen nha. Đấy, nội thất màu chủ đạo vẫn là màu đen trên xe. Thì hàng ghế sau thì có tự động hàng ghế sau, ba ghế đều có nha quý anh chị. Đấy, ở giữa cũng có một bệ tự tay trung tâm nè, đây bệ tự tay trung tâm ở giữa nha, cũng có đầy đủ cho mình ha. Trần thì phải là trần trắng với đèn nội thất đầy đủ nè.
Ở hàng ghế sau thì cũng có trang bị cho mình là những cái cửa gió điều hòa hàng ghế sau nha quý anh chị. Đấy, cửa gió điều hòa ghế sau. Lên gương của hàng ghế sau cũng là điện luôn nha. Quý vị thấy không gian rất là rộng rãi ha. Đấy, không gian rộng rãi ngồi cực kỳ là thoải mái để đi xa. Hàng ghế sau thì ngã 424 nè, cực kỳ là thoải mái cho mình, ngồi cực kỳ là êm. Ghế da chất liệu ghế da cực kỳ là êm ái. Đấy. Rồi thì đó là sơ sơ về phần sau. Bây giờ em sẽ đến với phần con người lái của chiếc Mazda CX-5 phiên bản Luxury này nha. Rồi thì bây giờ em đến với con người lái của chiếc Mazda CX-5 phiên bản Luxury không quý anh chị. Thì đây quý anh chị thấy gương tất cả là chỉnh điện hết nha, chỉnh gương chỉnh điện ở đây hết nè. Rồi tay nắm cửa mạc chrome nè quý anh chị. Đấy. Rồi trên vô lăng thì vô lăng là dạng tròn thể thao nha, vô lăng dạng tròn nó có kết hợp đàm thoại đánh tay nè. Ở bên đây là điều khiển hành trình cruise control nè. Đấy. Em quý anh chị rất là đầy đủ nha. Mở cốp hay là mở những cảm biến trên đây đều có đó. Chế độ iStop cũng có trên xe này luôn nha. Đấy, màn hình đa thông tin. Đây quý anh chị thấy không? Rất là nhìn rất là rõ nét nha. Với cái thông số màn hình đa thông tin cũng hiển thị như điện tử luôn nha. Đấy. Rồi, xe thì sử dụng đèn pha tự động này, rồi gạt mưa tự động luôn nè. Đèn pha thì như nói lúc nãy là có mở rộng mặt cân bằng góc chiếu luôn ha, rất là đầy đủ cho mình nè. Màn hình giải trí 8 inch nha quý chị, màn hình giải trí Mazda 8 inch nè. Rồi hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ha, có cả đĩa gắn đĩa DVD nè. Chỉnh gió, chỉnh hướng ghế, chỉnh hướng gió, tất cả là đầy đủ cho mình ha. Điều hòa tự động hai vùng độc lập nha. Rồi khởi động start top nè. Phiên bản luxury nhưng mà vẫn được trang bị chúng ta phanh tay điện tử auto hold đầy đủ cho mình nha quý chị. Phanh tay điện tử auto hold này. Đấy, hai chế độ lái, chế độ lái thường và chế độ sport thể thao ha. Lúc xe chạy hoạt động mạnh mẽ nè. Đấy, gương chiếu hậu nè. Rồi đèn trang điểm nè quý chị, đèn trang điểm cho đây có luôn nha. Đây quý chị có đèn trang điểm có luôn nha. Rất là đầy đủ cho mình. Rồi mặc dù là phiên bản luxury nhưng mà vẫn được trang bị chúng ta cửa sổ trời nha. Đây, xin mở cửa sổ trời cho mình xem nha. Đấy, chị thấy không? Trang bị cả cửa sổ trời nha, rất là hiện đại ha. Thì phiên bản luxury này thì chỉ được ghế chỉnh điện thì chỉ được ghế tài thôi quý chị, ghế tài là chỉnh điện ha, còn ghế phụ thì vẫn là chỉnh cơ. Nội thất thì tất cả là bọc da hết, từ vô lăng cho đến da ghế tất cả là bọc da hết nha. Rồi tắp lô giả gỗ để quý chị nhìn rất là đẹp ha. Đó, quý chị đã nhìn sơ. Về hệ thống giải trí thì xe sử dụng đến 10 lavabo nha, 10 lavabo cao cấp. Rồi. Khi quý chị mua xe bên em á thì xe cũng được trang bị cho chúng ta là phim cách nhiệt luôn ha. Đây phim cách nhiệt Luma của Mỹ có bảo hành cho mình nè. Rồi sổ bảo hành theo xe nè. Đây sổ bảo hành theo xe rất là đầy đủ nha. Quý chị mua xe những xe này về thì quý chị đi thôi không cần phải trang bị gì thêm cả, bởi vì bên em cũng đã trang bị đầy đủ cho mình hết rồi. Đèn nội thất tất cả đầy đủ nha quý chị. Về hệ thống an toàn thì chiếc xe này cũng được trang bị những tính năng an toàn cơ bản như là khởi hành ngang dốc HAC nè. Phân phối lực phanh điện tử ADB nè, rồi hệ thống chống bấm phanh ABS nè. Đặc biệt thì xe vẫn có hệ thống an toàn chủ động quý anh chị, Sky Active, nhưng mà nó chỉ có một tính năng, từ đó tính năng phanh khẩn cấp thôi nha quý anh chị. Thì Sky Active trên phiên bản Luxury này là nó chỉ có phanh khẩn cấp chúng ta thôi, chứ không có tính năng là giữ làn đường, lệch làn đường và phanh khẩn cấp phía lùi á, chỉ phanh khẩn cấp ở phía trước. Nhưng nó cũng rất là an toàn rồi, và nó vẫn được trang bị cho chúng ta đến 6 túi khí nha quý anh chị, 6 túi khí cực kỳ là an toàn nha. Tất cả những tính năng gần như là những tính an toàn đầy đủ cơ bản đều có hết trên chiếc xe này nha quý anh chị. Thì đó, đó là về nội thất sơ sơ của chiếc Mazda CX-5 nha. Phanh tay điện tử auto hold này, chỉnh bản đồ Navi, âm thanh, volume tất cả đầy đủ cho mình hết. Nhìn chiếc xe cực kỳ là đẹp mắt nha. Đấy. Đây, mời quý anh chị xem sơ về phần nội thất của chiếc xe này ha. Rồi thì vừa rồi em đã đi nhanh qua hết về ngoại thất cũng như nội thất của chiếc Mazda phiên bản Luxury này rồi không anh chị. Thì một lần nữa em sẽ nhắc lại luôn. Mazda CX-5 phiên bản Luxury với giá niêm yết tại thị trường Việt Nam hiện tại là 759 triệu nha quý anh chị. Và giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại là 820 triệu. Chỉ 820 triệu cho một chiếc SUV 5 chỗ gầm cao nha quý anh chị. Cực kỳ là hời và cực kỳ là tốt nha. Giá này đã bao gồm việc giảm 50% lệ phí trước bạ nha quý anh chị. Đấy. Ngoài ra thì chắc còn rất là nhiều ưu đãi và khuyến mại khác theo xe nha quý chị. Quý anh chị để biết thông tin chi tiết quý chị cứ liên hệ vào số hotline của em sẽ hỗ trợ mình đầy đủ nha. Đặc biệt thì bên em vẫn có xe lái thử tặng nhà và còn rất là nhiều xe đổ màu giao ngay. Nếu quý anh chị muốn lái thử trải nghiệm dòng xe Mazda CX-5 thì cứ liên hệ vào số hotline của em đặt ở dưới ha. Em sẽ đem xe xuống tặng nhà cho mình lái thử và trải nghiệm luôn. Rồi thì video của em xuống xin được kết thúc tại đây. Nếu quý anh chị thấy hay và hữu ích thì xin cho em xin một like và một sub để kênh của em phát triển và ra nhiều video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại với chị ở những video tiếp theo.